Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu cổng nhôm đúc 4 cánh chống đồng cây trúc và giá của cổng nhôm đúc 4 cánh này là bao nhiêu một mét vuông. Rất nhiều người điện cho Đức Minh mà hỏi: Minh ơi, cái cổng nhôm đúc 4 cánh thì nó khác gì so với giá của cổng nhôm đúc 2 cánh hay không? Thì hôm nay là mình sẽ làm một cái video để phân tích cho các bạn về các cái yếu tố cấu thành nên cổng nhôm đúc 4 cánh cũng như là giá của cổng nhôm đúc 4 cánh khác với cổng nhôm đúc 2 cánh như thế nào. Đầu tiên mình sẽ sơ bộ cho các bạn về cái bộ cổng nhôm đúc 4 cánh này. Đây là bộ cổng nhôm đúc chống đồng cây trúc hoa sen. Chính giữa của bộ cổng nhôm đúc này là phần mặt của chống đồng. Ở đây thì có hai phiên bản, một lựa chọn là phiên bản mặt rồng, hai là mặt bông hoa. Ở đây là cái bộ này là bộ mặt bông hoa, xung quanh là vòng tròn có hình cánh hạc bay. Phía bên hông sát tường sen để ngăn cách phần bên trên và cái trúc bên dưới. Ở đây thì gia chủ có sử dụng cái motor tự động để khiển cái cổng này. Đây là cái bộ motor tự động của Italia. Bộ này thì có thể là điều khiển qua điện thoại hoặc là remote. Thông thường thì là các cái bộ cơ bản nó sẽ cần là điều khiển qua remote, thì vì ở trong nhà hoặc là trên xe ô tô thì có thể là điều khiển qua remote được. Còn cái phần module mở rộng thêm phần điều khiển qua internet thì là bị là bổ sung mua thêm cái phần module đó. Thông thường là nó rơi vào tầm 3,5 cho đến 4 triệu. Vị có thể là điều khiển qua điện thoại ở bất cứ đâu, khi ở mạng và điện thoại mình có mạng. Đây là tính năng rất là mới của cái phần motor tự động. Phía bên trên của hai đầu trụ có sử dụng cái phần lồng đèn nhôm đúc, phía trong điện buổi tối là điện bật lên rất là đẹp. Đây, bộ cổng nhôm đúc này có sử dụng thêm phần vòm phía bên trên. Khi sử dụng thêm cái phần vòm này, nó sẽ tạo cho cái cổng nhôm đúc có cái độ chắc chắn nhất định cũng như là thẩm mỹ hơn so với cổng không có vòm. Tuy nhiên thì cái phần này chi phí là cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với cổng nhôm đúc không có vòm. Đây thì bốn góc của cổng nhôm đúc đều có mặt rồng kỹ, bốn góc phía bên trái và phía bên phải dòng phía bên trên tương tự. Bên trên ở giữa hai cái